Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài số 12, trang số 80, bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10, sách giáo khoa toán lớp 1, tập 1, quyển kết nối tri thức các bạn ạ. Phần khám phá đầu tiên là chúng ta có bảng cộng. Các bạn cùng nhau nhìn vào bảng cộng này nhé. Ở đây chúng ta có những bông hoa màu đỏ và những bông hoa màu vàng. Một bông hoa đỏ cộng với 6 bông hoa vàng, kết quả là có 7 bông hoa. 2 bông hoa đỏ cộng với 5 bông hoa vàng, chúng ta cũng có 7 bông hoa. 3 bông hoa đỏ cộng với 4 bông hoa vàng, chúng ta cũng có 7 bông hoa. 4 bông hoa đỏ với 3 bông hoa vàng cũng sẽ ra 7 bông hoa đấy các bạn ạ. Tiếp theo chúng ta có 5 bông hoa đỏ cộng với 2 bông hoa vàng, kết quả là 5 cộng 2 bằng 7. Và cuối cùng sẽ là 6 bông hoa đỏ cộng với 1 bông hoa vàng, phép tính là 6 cộng 1 bằng 7. Tiếp theo phần hoạt động của phía bên dưới, chúng mình cùng nhau nhìn bảng nhé. Bảng của chúng ta ở đây sẽ có gì nhỉ? Các phép tính. Việc của các bạn sẽ là phải thực hiện phép tính cộng và điền vào những kiểu ô hỏi chấm ở dưới này. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện vào phần bảng ở phía bên này đấy nha. Đầu tiên là chúng ta có 1 cộng với 9 bằng 10. 2 cộng với 8 bằng mấy nhỉ? 2 cộng với 8 thì cũng sẽ bằng 10 đấy các bạn ạ. Chúng mình cùng ghi vào đây nhé. 2 cộng 8 bằng 10. Tiếp tục phép tính 3 cộng 7 thì sao? 3 cộng 7 cũng bằng 10. Phép tính 4 cộng 6 nhỉ? Chúng ta có 4 này cộng với 6 này bằng 10. 5 cộng 5, 5 cộng 5 bằng 10. 6 cộng với 4 thì sao? 6 cộng 4 cũng bằng 10. 7 cộng 3 bằng 10. 8 cộng 2 bằng 10. Và cuối cùng là 9 cộng 1 cũng bằng 10 các bạn ạ. Đây là bảng phép tính trong bảng phép 10 nhá, 10 cộng nhá. Các bạn phải học thuộc cái này để sau chúng ta có thể thuận tiện hơn cho việc tính nhanh đấy các bạn ạ. Thời lượng của kênh hôm nay đến đây là hết rồi. Tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ.